Cổ Thiên Lạc dẫn đầu 4 thiếu niên thành trì xuất hiện tại Cannes. Bộ phim Cửu Long Thành Trại, Vây Thành do Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tề, Lưu Tuấn Khiên, Lâm Phong, Hồ Tử Đồng và Trương Văn Kiệt đóng chính đã nhận được sự công nhận từ cả thế giới trước khi ra mắt. Với không khí riêng của Hồng Kông và các cảnh hành động đầy ấn tượng, nó đã được chọn vào phần trình chiếu lúc nửa đêm của Liên Hoan Phim Cannes. Lúc đó, Cổ Thiên Lạc, người đóng vai chính, đã phấn khích nói rằng điều này chứng tỏ rằng phim hành động của Hồng Kông vẫn có thể thành công trên thị trường quốc tế và hy vọng sẽ nhận được đánh giá tích cực và doanh thu tốt ở mọi nơi trình chiếu. Khi phim đạt được doanh thu lớn ở cả Trung Quốc lẫn Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc đã cùng đạo diễn Trịnh D.N. Thụy và dẫn dắt 4 thiếu niên thành trì Lưu Tuấn Khiên, Lâm Phong, Hồ Tử Đồng và Trương Văn Kiệt đến Cannes để tham dự buổi chiếu lúc nửa đêm tại Liên Hoan Phim Cannes. Cổ Thiên Lạc không chỉ hấp dẫn trên màn ảnh với đội ngũ diễn viên trẻ, mà trong thực tế, anh cũng đã chọn kỹ lưỡng 4 thiếu niên thành trì để cùng nhau xuất hiện tại Liên Hoan Phim Cannes. Trong bài viết trên mạng xã hội, Cổ Thiên Lạc đã viết, đoàn làm phim cuộc chiến bao vây Cửu Long Thành Trại đã đến Cannes để tụ họp. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại buổi chiếu lúc nửa đêm của Liên Hoan Phim Cannes. Sau đó, trang Facebook chính thức của Cửu Long Thanh Trại, Vây Thành đã đăng thêm nhiều hình ảnh của đoàn làm phim gặp gỡ truyền thông tại Cannes. Thấy thời tiết tại địa điểm rất đẹp, mọi người đều trang trọng và lịch lãm, và còn có người nước ngoài tìm đến Cổ Thiên Lạc để xin chữ ký. Trình Bảo Thụy tiết lộ về vai diễn của 4 thiếu niên trước sự kiện, Hồ Tử Đồng bị nhầm là quán quân Liên Hoan Phim Cannes. Bộ phim hành động lớn của Hồng Kông Cửu Long Thành Trại, Vây Thành đã được chọn để tham gia trong phần trình chiếu lúc nửa đêm của Liên Hoan Phim Cannes lần thứ 77 đang diễn ra. 4 thiếu niên đã lần đầu tiên tham gia một sự kiện quan trọng của làng điện ảnh quốc tế và trực tiếp trên hiện trường Cannes vào ngày 17 tháng 5, chia sẻ cảm xúc trên sự kiện ra mắt và tương tác trực tiếp với khán giả trên hiện trường Cannes. Trong đó, Trịnh Bảo Thụy đã tiết lộ trong buổi trực tiếp về một yếu tố quan trọng trong phần trước và sau của phim được công bố hôm nay, khiến người hâm mộ cảm thấy rất hứng thú. Bàn luận về không khí của buổi ra mắt tại Cannes của Cửu Long Thành Trại, Vây Thành, Trương Văn Kiệt cũng đã giải thích lý do mình hét lên sau khi buổi chiếu, bạn sẽ không hiểu được không khí và cảm xúc của chúng tôi tại hiện trường đêm qua, tiếng vỗ tay của mọi người, bạn không thể hiểu được. Ông nói rằng không khí tại hiện trường rất tốt đẹp, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của khán giả đã làm ông rất xúc động. Hồ Tử Đồng cũng nói, tôi đã hét lên, nhưng cảm giác của tôi là cảm động. Lời của đạo diễn tại hiện trường đã làm xúc động chúng tôi và khán giả tại hiện trường. Phản ứng của khán giả nước ngoài rất tích cực. Hồ Tử Đồng đã đề cập đến một cảnh vỗ tay trong quá trình chiếu phim. Người điều khiển cơn lốc ở trên màn hình bắt đầu cuộn khói, sau đó đưa khói lại, cả buổi trên sân khấu đều vỗ tay. 4 thiếu niên cũng đã chia sẻ về phản ứng thú vị của khán giả trên phần trượt đỏ. Vào lúc này, Lưu Tuấn Kiên bất ngờ nói, có một câu chuyện thú vị, làm mọi người vui vẻ. Ông nói rằng trên thảm đỏ tại Cannes, Hồ Tử Đồng đã bị nhận nhầm là Ngô Trác Hy, nam diễn viên quốc tế nổi tiếng. Trương Văn Kiệt cười và nói, các phóng viên gọi là Tony. Hồ Tử Đồng sau đó thể hiện sự ngạc nhiên, thực ra tôi cũng không biết tại sao, tôi cảm thấy hơi bất ngờ một chút và tiếp tục. Tôi có đang tham gia chương trình trò chơi trên mạng, so sánh hình ảnh của tôi nhiều lần. Thảm đỏ bất ngờ phát nhạc của Cổ Thiên Lạc, đạo diễn Trịnh Bảo Thụy nghe thấy đã ngỡ ngàng và cười nghiêng ngã. Bộ phim Cửu Long Thành Trại, Vây Trại đã ra mắt lần đầu tại Liên Hoan Phim Cannes vào sáng theo giờ Hồng Kông, với một phần thảm đỏ trước buổi chiếu. Trong lúc trên thảm đỏ, đã xảy ra một sự cố nhỏ khi trong khi buổi lễ, đang phát một bản nhạc Pháp làm nền, bất ngờ nghe thấy giọng ca của Cổ Thiên Lạc, làm cho đạo diễn Trịnh Bảo Thụy ngạc nhiên. Lý do là Cửu Long Thành Trại, Vây Trại được chọn vào phần trình chiếu lúc nửa đêm tại Liên Hoan Phim Cannes, và trước buổi ra mắt, đoàn làm phim đã đi qua phần thảm đỏ, gặp gỡ bạn bè truyền thông và người hâm mộ tại hiện trường. Trong khi buổi sắp bắt đầu và nhạc Pháp đang được phát, bất ngờ có tiếng ca của Cổ Thiên Lạc vang lên. Vì sự việc xảy ra đột ngột, thậm chí cả đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cũng không kịp phản ứng, mà chỉ đứng im nhìn. Nguyên nhân là tại thời điểm đó, buổi lễ đang phát bài hát Vô Cùng Vũ Trụ do Cổ Thiên Lạc và Lương Hàm Văn hợp ca, là ca khúc trong phim truyền hình Hồ Sơ Trinh Sát 4. Khi đó, Trịnh Bảo Thụy nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, đến gần Cổ Thiên Lạc để hỏi, và từ hình ảnh trực tiếp trên màn hình, ông nhìn thấy Cổ Thiên Lạc gật đầu xác nhận. Từ hình dáng của miệng, ông cũng suy đoán rằng có vẻ như anh ấy đang nói, đúng rồi, là tôi. Sau khi xác nhận rằng đó là tác phẩm của Cổ Thiên Lạc, Trịnh Bảo Thụy đã từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang cười, và đưa ngón tay lên khen ngợi, tạo ra một tình huống rất hài hước. Trực tiếp từ can, bên lề buổi ra mắt vui vẻ, thậm chí nhắc đến Cổ Thiên Lạc từng có nước da màu trắng. Phim điện ảnh Cửu Long Thành Trại, Vây Trại đã đạt doanh thu cao, vượt qua mốc 55 triệu đô la Hồng Kông và cũng đã vượt qua mốc 500 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc đại lục. Bộ phim còn được chọn vào phần trình chiếu lúc nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes năm nay và đã được ra mắt vào sáng nay theo giờ Hồng Kông. Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cùng với một số diễn viên chính như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Lưu Tuấn Khiên, Trương Văn Kiệt và Hồ Tử Đồng đã cùng nhau bước lên thảm đỏ. Buổi ra mắt đã được tổ chức trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội và một người dẫn chương trình cũng đã phát biểu trực tiếp về tình hình trong buổi ra mắt. Trong quá trình này, anh ấy đã phát hiện ra một nhiếp ảnh gia người Hoa tự xưng là người hâm mộ của Cổ Thiên Lạc và đã tiến hành một cuộc phỏng vấn ngay tại chỗ. Nhiếp ảnh gia này cho biết từ nhỏ cô đã rất thích Cổ Thiên Lạc và đã xem nhiều bộ phim anh ấy tham gia, như Thần Điêu Đại Hiệp. Anh ấy là một diễn viên nổi tiếng, rất thân thiện và từng mong muốn kết hôn với anh ấy khi còn nhỏ vì anh ấy rất đẹp trai và có thể đóng phim, hát hò và sản xuất phim. Sau đó, cô còn có những nhận xét thú vị. Mọi người đều nói anh ấy quá đẹp trai, không biết diễn xuất, chỉ chú ý đến vẻ đẹp của anh ấy. Anh ấy từng có làn da trắng muốt khi còn trẻ, nhưng bây giờ da anh ấy đã đen đi. Nhiếp ảnh gia còn nói với MC rằng cô muốn cầu hôn ông Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc đã dẫn dắt 4 thiếu niên nhưng thiếu nam diễn viên đóng vai phản diện. Từ khi bộ phim Cửu Long Thành Trại Vây Thành ra mắt, cả về đánh giá lẫn doanh thu đều rất ấn tượng. Cho đến thời điểm 11 giờ sáng ngày 19, tổng doanh thu ở Hồng Kông và Macau đã vượt qua mốc hơn 63,2 triệu đô la, đứng ở vị trí thứ 5 trong lịch sử phim Trung Quốc ở Hồng Kông về doanh thu tổng cộng. Dựa trên xu hướng hiện tại, tin rằng con số doanh thu vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh, thật tuyệt vời. Bộ phim còn gặt hái thành công ở nước ngoài khi được chọn tham dự buổi chiếu phim ban đêm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cùng các diễn viên chính như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Lưu Tuấn Khiên, Trương Văn Kiệt và Hồ Tử Đồn đã bay đến Pháp tham dự sự kiện phim quốc tế hàng năm này. Trên thảm đỏ, các nam diễn viên đã xuất hiện rất lịch lãm, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phóng viên và người hâm mộ. Trong suốt buổi tiệc, buổi lễ còn phát video về bài hát trong bộ phim truyền hình Hồ sơ trinh sát 4 mà Cổ Thiên Lạc và Lương Hán Văn đã hát cùng nhau, điều này khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ và hào hứng. Tại buổi ra mắt của Liên hoan phim Cannes, khán giả đã đứng dậy và hò re khi xem xong bộ phim Cửu Long Thành Trại Vây Thành và không ngừng vỗ tay suốt gần 10 phút, làm động viên lớn cho bộ phim. Tác giả truyện tranh gốc đã thông báo trên Facebook rằng việc thực hiện bộ phim 3 phần đã được xác nhận, với 2 phần tiếp theo có tên là Cửu Long Thành Trại, Long Đầu và Cửu Long Thành Trại, Hồi Kết. Mặc dù bộ phim đã thu hút sự chú ý tại Liên hoan phim Cannes, nhưng một số người dùng mạng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì Ngũ Doãn Long không xuất hiện. Điều này bởi anh đóng vai Vương Cửu trong bộ phim, một nhân vật rất đáng sợ và cực kỳ phổ biến. Một số người dùng mạng đã tỏ ra tiếc nuối vì anh không tham dự sự kiện và cho rằng anh xứng đáng được mời vì khả năng giao tiếp tiếng Anh của anh rất tốt và thậm chí còn có tiềm năng được người nước ngoài biết đến, trở thành một chân tử đang tiếp theo. Tuy nhiên, một số người dùng mạng cũng đưa ra giả thuyết rằng lý do anh không tham dự có thể liên quan đến tính cách của anh. Người này cho rằng Ngũ Doãn Long luôn khiêm tốn, có khả năng anh đã nhường cơ hội cho các đàn em. Buổi chiếu tại Cannes nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, Cục trưởng động viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ phim Hồng Kông. Bộ phim hành động lớn của Hồng Kông Cửu Long Thành Trại với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tế, Lâm Phong, Lưu Tuấn Khiêm, Hồ Tử Đồng và Trương Văn Kiệt đã được chọn để chiếu trong phần trình diễn nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 đang diễn ra. Cổ Thiên Lạc cùng đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cũng đã đến Pháp tham dự sự kiện này cùng với tứ đại thiếu niên của thành trại. Đêm ngày 16, đạo diễn và dàn diễn viên của phim đã xuất hiện trên thảm đỏ Cannes trước khi tham gia buổi chiếu phim, và sau khi phim kết thúc, khán giả đã đứng lên tán thưởng trong suốt 10 phút, chứng tỏ sự hoan nghênh mạnh mẽ từ phía khán giả quốc tế. Sau buổi chiếu phim tại Cannes, đoàn làm phim đã tham dự tiệc đêm của Hồng Kông địa phương và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong số các người tham dự có Cổ Thiên Lạc, Trịnh Bảo Thụy, Lâm Phong, Lưu Tuấn Kiến, Hồ Tử Đồng và Trương Văn Kiệt, cùng với đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông, ông Dương Nhũ Hùng và đoàn của ông, cũng như các nhân vật phim ảnh có uy tín khác từ Hồng Kông như Trương Ngữ Gia, Quan Cẩm Bằng, Vân Bích Hạ, đạo diễn thế hệ mới Lý Tuấn Thạc, Trần Tiểu Quyên và nhiều người khác. Ngày 17, ông Dương Nhũ Hùng chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm của mình tại Liên hoan phim Cannes, cho biết rằng anh đã cùng với đội ngũ sản xuất của Cửu Long Thành Trại và khán giả quốc tế cùng nhau thưởng thức tác phẩm này. Ông nhấn mạnh rằng bộ phim này là một tác phẩm cao cấp của Hồng Kông và đã nhận được sự hoan nghênh từ khán giả quốc tế, và khi chia sẻ cảm xúc, ông nói, có thể mang một bộ phim đậm chất Hồng Kông đến Cannes là rất ý nghĩa. Ông cho rằng Cửu Long Thành được chào đón tại Cannes là một sự khích lệ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông trong việc ủng hộ phim ảnh của Hồng Kông. Sau tiệc đêm của Hồng Kông tại Cannes đêm qua, ông Dương Nhũ Hùng cũng cho biết rằng buổi tiệc đã đạt được mục tiêu như mong đợi. Các đại diện của ngành công nghiệp điện ảnh từ khắp nơi đã có cơ hội gặp gỡ với các đạo diễn và diễn viên có uy tín cũng như những tân binh của Hồng Kông, tạo ra một sự giao lưu tích cực. Bộ ảnh tại Liên hoan phim Cannes, 4 thiếu niên chiếm nhiều trang nhất trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Bộ phim Cửu Long Thành Trại Vây Thành được chọn tham gia phần trình diễn nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cùng các diễn viên chính đã tham dự cuộc họp báo và buổi ra mắt. Bộ phim đậm chất Hồng Kông với những pha hành động hấp dẫn đã khiến khán giả địa phương không khỏi ngạc nhiên, và sau khi kết thúc buổi chiếu, họ đã tán thưởng bằng cách vỗ tay trong suốt 10 phút để thể hiện sự đánh giá cao. Còn với nhóm tứ đại thiếu niên được gọi là newcomer của Cannes, ai trong số họ được phóng viên nước ngoài chú ý nhất? Tại Liên hoan phim Cannes, phim có hai sự kiện công khai chính, bao gồm buổi họp báo chiều và buổi ra mắt trên thảm đỏ buổi tối. Trong số 5 diễn viên, không ai khác, Cổ Thiên Lạc, người có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, là người được phóng viên nước ngoài chú ý nhất, với số lượng ảnh nhiều nhất. Còn trong nhóm tứ đại thiếu niên, Lâm Phong là người nhận được sự quan tâm cao nhất từ các nhiếp ảnh gia, với nhiều lựa chọn hình ảnh nhất. Tiếp theo là Hồ Tử Đồng, không ngạc nhiên khi anh ấy tự tiết lộ rằng có phóng viên nước ngoài luôn nhầm anh là Lương Triều Vĩ. Trong khi đó, số lượng ảnh của Lưu Tuấn Khiêm và Trương Văn Kiệt thì tương đương nhau. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.